Hey, hello xin chào tất cả mọi người nhé Chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của đội 98 gaming thì không biết là các bạn có giống mình không sự kiện nó chuẩn bị diễn ra nó chỉ còn một ngày nữa thôi là hết sự kiện rồi nhưng mà mình vẫn chưa câu được con cá voi nào à không phải cá voi lưng gù chứ mà là chưa câu được một cái bóng sáu nào luôn ý các bạn chứ đừng nói là con cá voi lưng gù tức là một con bóng sáu bất kỳ nào mình cũng chưa thấy xuất hiện một phần là ban ngày thì mình không có câu được bởi vì chỗ mình thì nó mất điện các bạn ạ còn ban đêm thì thời gian câu nó quá ít Không đủ các bạn ơi Ai hôm nay Ui hôm nay chuyện kia... Ui sao không phải mồi kia nhờ Sao không phải là cái mồi câu cá nhờ Mà lại là cái mồi này nhờ Hôm nay thì À hôm nay nhận được 5 mồi này Đây ở góc này thì nhận được 5 mồi các bạn ơi 5 mồi cá thu Đây Thì cái chỗ tốt của mình thì đã có bốn bạn câu được rồi bạn mèo này bạn câu được 1526 ui, nghe có vẻ ngon thế, ăn thế nhờ xem nào thế này ui mình còn chưa có danh này còn chưa cả không cần được kim cương luôn đấy các bạn nghe có vẻ phát này đầu tư kim cương vào cái sự kiện đợt này nghe có vẻ lỗ các bạn ạ đây này hầu như là tất cả mọi người là câu được uh, câu được với được kim cương còn không câu được đa số toàn tiền sao không lên nổi hạng luôn các bạn quá khó cho em lên tivi cái <laughs> được luôn em ơi rồi vậy là mình đã nhận sự kiện thành công và mình cũng nghe nói chuẩn bị có một update mới, một sự kiện mới cực kỳ lớn nha các bạn nhé. Đó là sự kiện về mùa hè nha các bạn nhé. Thì đây, đây là một số bật mí nhà và hành đã thông báo, cho đã bật mí cho các bạn. Đấy, một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra trong này. Đó là một sự, các bạn có nhìn qua hình ảnh là các bạn thấy là một sự kiện này nó sẽ liên quan đến mùa hè thôi. Nhưng mà nó chi tiết sự kiện như thế nào thì chúng ta chưa thể biết được các bạn ạ. Bởi vì hôm nay là bước sang tuần cuối cùng của cái sự kiện đợt này rồi. Đấy, thì chỉ còn bao nhiêu ngày nữa? 8 ngày à? 8 ngày hay 7 ngày 8 ngày 9 ngày sao nhiều thế mình nghĩ là kết thúc cái sự kiện này là ra là chỉ còn 4 ngày thôi chứ đúng không 4 ngày là hết cái bảng này là phải ra bản sự kiện cập nhật mới đúng không các bạn hôm nay là thứ mấy nhỉ hôm nay là thứ bảy đúng không 4 ngày em ạ chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư ừ, đây đúng thứ năm đúng là còn bốn ngày nữa thật đây đúng đây là thứ năm tuần tới là chúng ta sẽ có bảng cập nhật mới đấy thì đã bắt bức mơ nhưng mà chúng ta chưa biết chi tiết thì thường thường là phải tầm còn tầm độ một hai ngày cuối nhà hay mới đăng kiểu một số uh, ẩn ý một số gọi là một phần trong bản cập nhật mới nhà mới đăng lên cho các bạn xem được xem quà tặng hôm nay có hên xui được cái gì không các bạn ồ oh. à quên mất thế thì mình còn chưa nhận cái nhiệm vụ này cơ đấy đóng dấu hàng ngày này Hôm qua thì nhận được 6 kim cương là ngon lắm rồi các bạn đấy, hôm nay thì tiền sao thì nó hơi cùi một tí Nhưng mà không sao các bạn ơi Đây, mình còn một vật phẩm ở đây nữa cơ Đó, một hộp kim cương, một hộp tiền sao này đấy, còn chưa kể là có một hộp level 7 Này này, hai kim cương này hai kim Ui dồi, dồi, tí đúng các bạn ạ Một kim cương thôi nhưng mà nó vẫn là kim cương Nói chung là cái hộp đấy mà ra kim cương thì là quá ok rồi các bạn thế này lại Ui. Thôi 10 kim cương là cũng có gì đó cái hộp này 10 kim cương là nhiều rồi. 10 kim cương là cũng ok rồi. Nói chung là nếu mà mở được 10 kim cương là ok còn độ 30 mà 77 kim cương thì nó cũng là một cái gì đó nó khá là Xin cái bạn cho em, xin cái bạn ạ. À. Được, kết bạn luôn với em luôn. Anh đậu dễ dãi như phở à không 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 anh đậu rất thoải mái nhá và các bạn nghe câu vừa đấy không nghe thì bỏ qua nhá tí nữa thì hỏng tí nữa thì lộ hết bản chất con người mình ra hỏng thấy đọc ăn mình nhận vô vàn kim cương các bạn thấy có cái thẻ vào lớp tháng này ngon không ăn vào nhận kim cương không đấy, chuẩn bị lên đạt đến mốc nghìn kim cương rồi đấy, còn bốn ngày nữa bốn ngày nữa là ra vào cập nhật mới đúng không buổi ngày nữa ra bà cập nhật mới lại có kim cương để cày hộp với lại cây đủ thể loại nhưng mà chắc là mình trong bà cập nhật tới mình nghĩ là mình sẽ mình không mở pet nữa đâu con khỉ gió thì mất thằng đống tiền mua pet nhưng mà nó có ra con gì đâu ra toàn cái con khỉ gió đất giờ hơi đất hỡi gì không người ta thì mở có hộp free nhập hành tặng cho free còn ra được rùa vàng ra được đủ thể loại sao biển sứa biển hải sản biển bạch tạc biển tôm biển cái thứ đẹp dã man mình ra toàn cái đồ gì không ấy người ta ra toàn có màu mình ra toàn toàn kiểu bạc màu ấy, các bạn thế mới cú ở à, sáu kim cương rồi còn chỗ nào nhận kim cương mình quên mất rồi nhở mày nói chuyện à trong còn trong khu camping của một viên kim cương nữa hôm nay ồ oh, hôm nay toàn bán lại à, đấy mùa hè xanh điệu ở oh. à, cái này bán lại mà mỗi này mình đã mua rồi nha mình nhớ ngày xưa mình đã mua bộ này, mình có mũ này rồi luôn Ba lô này mình có rồi luôn Nhưng mà đắt thế, ngày xưa mình nhớ mình mua rẻ hơn lắm rồi Đây này các bạn Hình như bộ này bị tăng giá sao nhỉ? Bộ này bán lại của mẹ năm ngoái Đâu ta? Mình nhớ mình nhớ mình có bộ này mà Đây à, mình có cái mũ này, bây giờ so vào cái mũ đây là các bạn biết ngay Tìm thấy cái mũ này các bạn đoán được ra ngay đúng không? À, áo à, không mũ này Mũ khác cơ Đây 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 cái này, này nhỉ, nó không phải luôn Mình nhớ mình có mà, đây cái ba lô đấy mình có mà Ba lô cái con heo hồng là sau đây này đấy Các bạn thấy không Mình nhớ là mình có mà bộ, Mấy bộ này mình đều mua gần đây, ngày xưa mình mua nhiều bộ lắm Có chỗ nào nhớ, à đây quên Mãi lang thang không nhận kim cương này còn ao ra nữa Cứ mãi muốn tư lê bán dư chùa tôi hàng để ế ẩm có ai mua đâu mà gửi buôn đúng không các bạn đời miễn phí miễn phí miền Bắc còn dạo này nó chán quá các bạn mất điện hoài luôn đó kiểu bây giờ nó mất điện nó thành cơm bữa rồi các bạn vắng nó bây giờ bây giờ nhỉ? bình thường người ta không cắt điện nó lại nhớ các bạn ừ, kiểu thói thành thói quen luôn rồi không mất điện tâm ra lại nhớ bây giờ mình sẽ cái hộp này sao mình lâu mở ra thế nhỉ hay mình chọn một cái, cái ô nào đi chọn cái mũ hổ này đi xem nó có đỏ hơn không bích vào mấy cái viên kia nó chá ra cái gì cả cái viện cái hộp này thì mình ra hai viên hồng ngọc à hai viên phải không nhỉ? phải hồng ngọc đúng không nhỉ ừ hai viên hồng ngọc rồi nhưng mà mình thích cái viên màu xanh kia cơ trời kim cương nó cũng không ra luôn á còn xui hơn kim cương này mình sẽ mở cái hộp này phải mở chậm chậm còn này lần trước mình thấy mình mở chậm chậm là nó dễ ra này hộp bịt mắt này bịt mắt với bịt mũi à cái hộp bịt mắt này là hộp bịt mắt xanh có cái hộp bịt mắt mà nhà phát hành hay tặng cho các bạn ấy là hộp bịt mắt hồng hộp đấy mở nó hay dễ ra kim cương hơn còn hộp bịt mắt này là hộp bịt mắt xanh sao ấy bảo sao cái hộp đấy mở ra mấy cái bịt mắt nó khác với hộp bịt mắt ở trong đây ồ hết luôn. Móm luôn. Móm luôn. Nhiều bạn cứ hỏi comment trên kênh của mình hỏi là anh ơi chỉ em cách bung kim cương đi. Đùa chứ cái kim cương này thì làm sao mà bung được các bạn. Ô oh, một kim cương. Cái này thì làm sao mà bung được? Anh đậu mà bung được thì anh đậu nó giàu rồi, anh đậu cần gì phải mất tiền đấy nữa. Được có hai kim cương, đúng là xui cái này không có bung được đâu các bạn ơi, các bạn chỉ có chịu khó cày thôi. ví dụ các bạn bảo mình là chỉ cho các bạn các mẹo các cách để có thể kiếm kim cương thì mình còn nghe được chứ bảo uh... chưa cấp uh, xin lỗi các bạn người nhé, công ty việc thì uh, nhiều bạn hỏi mình uh anh ơi bung kim cương nó các bạn hỏi mình đó là cách các bạn làm sao để kiếm kim cương cày kim cương nhanh thì còn được chứ các bạn bảo mình bung thì là sao mình bung được bung thế khác gì mình vi phạm cái luật chơi game của nhà phát hành nhà có nhà phát hành khóa đích mình lâu rồi đây là chẳng qua là mình kiểu biết mình là người chơi lâu mình biết nhiều cách để kiếm kim cương và một phần nữa các bạn phải cần cù chăm chỉ các bạn phải cần cù chăm chỉ các bạn mới kiếm được chứ chứ tự dưng thì làm sao mà ai mà kiếm được các bạn đúng không bây giờ chỉ cho các bạn cách thì là một phần nữa sắp lại ra cái này nhỉ chỉ cho các bạn cách là một phần nhưng mà các bạn phải cần cù chăm chỉ cũng là một phần nữa thì các bạn mới kiếm được kim cương đúng không các bạn chưa bảo để tự dưng uh, kiếm ra nhiều kim cương thì cũng không có nhiều cách có chỉ mà các bạn không không làm thì cũng chả có kim cương đâu đặc biệt là những cái bạn mà kiểu chơi không lâu ấy thì nó lại càng cực kỳ nhiều cách để kiếm kim cương luôn Đấy. bây giờ nếu mà để cho mình một cái nick mới để mình cày kim cương thì chắc mình cày một tuần trong vài nghìn kim cương là chuyện bình thường Thế cho nên là các bạn quan trọng là các bạn có chịu khóa không thôi nếu thực sự các bạn cần thì mình sẽ chỉ cho các bạn nhưng mà các bạn phải thực hành bởi vì các bạn không thực hành thì làm sao mà chúng ta có thể làm được đúng không không là lý thuyết phải đi đôi với thực hành không thực hành thì chỉ có vướt vớt vớt vướt vướt các bạn nhé đây 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 con gấu đây thực ra dạo này thì mình cũng thật là các bạn là nếu như các bạn nào mà cũng kiểu không yêu thích kênh của mình lắm thì các bạn xem thì nó cũng hơi bị nhàm chán đấy bởi vì sao bởi vì một phần là các nội dung nó cũng kiểu lặp đi lặp lại nó khá là nhiều chỉ có mỗi cái nội dung nó tặng quà hay là chia sẻ về cách kiếm mã cốt cho các bạn thì nó có khác biệt một tí thôi còn hàng ngày thì mình làm clip cũng chỉ lên tâm sự và nhận đồ cho các bạn nó nội dung ấy Một phần nữa bởi vì mình không thể làm khác được Mình cũng muốn đi đập đá, mình cũng muốn đi câu cá thật là nhiều đang lên các bạn Thì nhưng mà câu cá thì đen Nó trả ra con khỉ gió gì cả Mà đập đá thì không có thời gian các bạn không một phần không có thời gian là một phần là mất điện từ sáng đến tận nhầm chỗ mình nó mất điện từ sáng đến tận năm giờ chiều tối ạ nó mới có mà giờ đấy thì đâu mình mà giờ hoạt động mình còn làm việc nhà ăn cơm ăn uống xong lúc bảy tám giờ câu được đến 10 giờ là đến giờ đi ngủ mười rưỡi giờ đi ngủ thì lấy đâu ra mà đúng không? thì lấy đâu ra thời gian mà đập đá được nhiều nữa? nó hơi cùi. à, một kim cương rồi. à vậy là cũng không còn gì nữa. Và clip của mình cũng xin phép được dừng tại đây Một chút lên tâm sự và nói chuyện với mọi người cho vui thôi Bạn nào yêu thích mình thì đừng quên comment, chia sẻ, đăng ký kênh ở dưới clip nhé Nhiều bạn hỏi mình, nhiều bạn mình đăng clip lên tặng mã cốt Các bạn nhớ là có hai loại mã cốt Một là mã cốt mà các bạn phải nhập mã cốt thì các bạn mới nhận được cốt Một loại mã cốt nữa là các bạn sẽ nhận được cốt trực tiếp vào in-game của các bạn nhiều ông nội nhiều ông nội các bạn đã comment ở bên dưới là em coi bạn con mình rất buồn cười á em tua clip sao không thấy thấy cốt ta đùa chứ các bạn tua các bạn cứ tua như vậy thì lấy đâu các bạn biết cốt ở đâu đúng không các bạn các bạn tua như vậy thì làm sao các bạn biết cốt ở đâu được các bạn xem thì các bạn phải xem từ đầu đến cuối các bạn mới biết là cách nhận cốt như nào và mình trao cốt như thế nào chứ làm sao để nhận được cốt chứ các bạn cứ tua thế thì lấy đâu ra và có đúng không đấy đây là một lưu ý nha các bạn người thôi clip mình cũng xin dừng tại đây đây bye bye mọi người nha